Hello, hello. Chào quý vị và các bạn. Nay mình review cho quý vị và các bạn chuyến đi công tác của mình tại Thanh Hóa, Nghệ An và Nghệ An, Thanh Hóa. Hôm nay là mình đi để chọn đất cho khách và làm lễ động thổ để cho gia đình người ta nó xây mộ từ Nghệ An về Thanh Hóa, tức là nó giáp liền với lại đất của Thanh Hóa. Thì vừa mới vào tới khu Thanh Hóa này thì vào chỗ người thân quen để nghỉ ngơi đã. Thì trong chuyến đi này thì nói chung là thành công tốt đẹp, chọn đất để táng mộ mà tại gọi là dân đấy thì họ gọi là núi Hàm Rồng. Đây là khuôn viên của nhà ông chú. Như vậy đi là người quen thì mình vào đây nghỉ tạm thời một đêm ở đây. Đây toàn bộ là khuôn viên của một gia đình. Mấy trăm mét vuông, đất thì rộng, người thì thưa. Nhà này ông xây hết bao tiền? Hả? 2 tỷ à? Đẹp quá, đẹp đấy. Được. Nhà cao cửa rộng. Ông giỏi nhà, ông xây được cái nhà phải nói cao thủ đấy. Hơn 2 tỷ. Tường rào vây xung quanh này đẹp không? Hiện đại quá. Đấy, toàn bộ khung cảnh quay cái nhà này. Biệt thự này. Đằng sau mới hầm mố cơ. Còn phải đổ đất, quá trình đổ đất rất là nhiều. Phải nói là ác liệt đấy. Xây giỏi chứ nhỉ. Khu này xây giỏi đấy. Vâng, trước cửa nhà này có con sông đẹp không? Trước có thủy, có đường đi lại có dòng sông chảy nữa. Vâng. Được, tụ khí nè. Cái tường này nó bị, cái tường này nó bị bởi đất, bị mưa tường. Thì hôm nay cho nó dùng bông cái lưới thủy tinh để chống dặn rồi, nhưng mà có khả năng là cái nền này lấy có một bộ mà. Thì cho nó lấy cường, nó bảo xử lý dứt điểm cho nó, thì cho nó lấy 2 bộ nó xử lý cho kỹ luôn đi luôn.
Đó, nhưng quan trọng là mưa bây giờ nó thôi mưa thì cứ nhận từ từ mình thôi. Nó dùng chất mình nào cho các bạn là chưa mà. Vâng, chú cứ để cho nó ổn định, nó ra hết nước thì chú lấy số điện thoại cháu đi. Thấy con thì chú gọi cho Cường. Cái nhà này chú chưa ấy để làm không? Cường chưa thấy nói gì hết là chưa thấy nói gì chọn đất và làm lễ động thổ xây mộ. Dãy núi này người ta gọi là dãy núi có miệng của con rồng, cho nên mình sẽ chọn ở điểm này và kết hợp với lại tất cả các cung các tuổi của những người đã khuất của trong dòng họ đó để táng đúng cung đúng hướng. Đây là từ xa xưa thì họ gọi là miệng của con rồng, chỉ biết là như thế. Và cũng hình thật đấy, hình rồng đấy. Như vậy thì là mình cũng chỉ quay được một chút video đến đây thôi, để biết được khung cảnh của khu đất giáp danh với lại của Nghệ An, để sắp xếp chuẩn bị làm lễ động thổ và tiến hành công việc. Thì mình hẹn quý vị và các bạn chương trình sau. Xin tạm dừng ở đây và thân ái chào quý vị và các bạn. Bye bye.